Theo những thông tin từ đơn vị điều hành tuyến cắp quang biển quốc tế Asia America Gateway, công tác hàn nối cáp đang được tiến hành một cách khẩn trương. Dự kiến việc khắc phục truy cập Internet tại Việt Nam đến các trang quốc tế qua tuyến này sẽ được hoàn thành vào ngày 30 tháng 7 tới. Theo đó, mối hàn chính đầu tiên sẽ được tiến hành vào lúc 3 giờ sáng ngày 26 tháng 7. Tiếp theo, cáp sẽ được hàn nối xong vào ngày 28 tháng 7. Dự kiến đến 11 giờ sáng ngày 30 tháng 7, tuyến cáp quang biển Asia America Gateway sẽ sửa chữa hoàn tất. Trước đó vào tối ngày 15 tháng 7, một sự cố tại tuyến cáp quang phân đoạn từ Vũng Tàu Hồng Kông đã gặp sự cố, khiến cho việc truy cập internet tại Việt Nam đến các trang quốc tế bị ảnh hưởng. Vị trí gián đoạn cách trạm cập bờ Vũng Tàu 18 km nằm ở độ sâu 19 m dưới mực nước biển. Sự cố này khiến lưu lượng của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam đang khai thác trên tuyến này đều bị ảnh hưởng. Hiện tại, theo khuyến cáo của FPT Telecom, người dùng nên sử dụng Internet quốc tế cho các dịch vụ quan trọng của mình. Các dịch vụ khác nên chuyển sang các hướng trong nước để tối ưu hóa dùng lượng truyền tải.